đây nha các bạn nha, tổng diện tích là 1 hecta nha, cà phê sầu riêng các bạn nha, đây cà phê đẹp lắm các bạn, sầu riêng cũng quá ok luôn các bạn nha. Đấy. Đây rất là đẹp nha các bạn. Đó. Đó. Hơn 50 cây sầu riêng to nha các bạn nha, giá chủ nhà đưa ra 1 tỷ nha các bạn nha. Đó. Cà phê khỏi phê chê đi, cà phê đó. Đấy, cà phê đẹp lắm các bạn ơi. Đất tại xã E Ti, huyện E Leo, tỉnh Đắk Lắk nha các bạn nha. Đó, đây này. Đây, sầu riêng đẹp lắm. Cà phê ok không các bạn? Đó. Đẹp mili li luôn. Đây. Nha các anh chị nha, quý vị các bác. Có một cái đường thế này các bạn. Đó. Đây, có đường đi luôn các bạn. Đường đẹp lắm. Đất đỏ thịt nha các bạn nha. Đây nha các bạn nha. Các anh chị có gì cho bác thiên chí mua thì cứ liên hệ số điện thoại của mình 0338734747 nha các bạn nha. Cà phê đẹp lắm các bạn ạ. Khoai phê chê đi, số đi cũng quá ok luôn. Đất đỏ thịt nha các bạn nha. Đây. Đường đẹp. Đó. Cà phê quá ok luôn nha các bạn nha. Đó. Các anh chị nên mua cái lô này, lô thế này nó quá đẹp luôn nha các bạn nha. Đây. 1 hecta nha các bạn, hơn 1 hecta đó. Giá chỉ có chủ đưa ra 1 tỷ nha các bạn đây, sầu riêng này. Ok chưa? Cà phê thì khoai phê chế đấy các bạn. Điện nước đầy đủ nhá. Điện nước đầy đủ, ô tô tận nơi nhá các bạn nha. Các anh chị có gì cho bác thiện chí mua thì alo cho mình nha. Đất không có tranh chấp nha, đất có sổ nha. Có sổ hay gọi cái khác là có bìa đỏ nha các bạn nha. Đây là đường đi nha các bạn. Đó là đường lớn. 50 mét là tới đường lớn nha các bạn nha. Còn cái miền đất này là nó ôm mặt tiền luôn các bạn nha, mặt tiền đường lớn luôn. Đấy. Cách đường bê tông thì khoảng độ 300 mét nha các bạn, 300 đến 500 mét gì đó. Đó. Các anh chị có gì cho bác thiện chí mua thì cứ alo theo số điện thoại của mình nha các bạn nhé. Đấy, cà phê đẹp. Cái như bây giờ cà phê đã có giá đó các anh chị ạ. Bây giờ cà phê được 62.000 một ký rồi. Đấy. Nên là các anh chị có gì cho bác thiện chí 57 nhá, người thiện chí 57 nên mua cái lô này. Đẹp lắm. Đó. Nên mua cái lô này nó đẹp hơn. Đó. Các anh chị có gì cho bác thiện chí mua thì cứ liên hệ với mình nhá. Đây có cầu sầu riêng và cà phê. Đẹp lắm các bạn. Đấy, đây đường đi nha các bạn. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả anh chị có gì cho bác đang theo dõi kênh của mình nhá. Nếu mà thiện chí 57 thì cứ alo cho mình nhé các bạn nhá. Xin chào tạm biệt các anh chị có gì cho bác đang theo dõi kênh của mình nhá.